I love it at a motor ghetto. Xin chào các bạn. Dạo gần đây, Big Bang đã comeback rồi đúng không? Album lần này chắc là album cuối cùng trước khi thành viên Big Bang vào quân đội. Hôm nay, Hedy sẽ chỉ cho các bạn một câu tiếng Hàn của bài hát At a motor ghetto của Big Bang nhé. Thực tế, từ đề này At a motor ghetto là câu văn. Tất nhiên một số người Hàn Quốc nói era buruketta trong cuộc sống hàng ngày, nhưng thực tế người Hàn Quốc hay nói như vậy nhiều hơn. Es buruketta, es buruketta, ei buruketta, aus buruketta. Nếu các bạn nói như vậy thì nó thực sự rất giống người Hàn Quốc. Buruketta có ý nghĩa khác nhau theo tình huống khác. Thứ nhất là thực sự không biết, và chúng ta sử dụng câu này khi nói mình không biết một cái gì đó. Thứ hai là ý nghĩa trong tựa đề bài hát Big Bang. Nó là từ cảm thán và được sử dụng khi mình khổ tâm có làm lưỡng lự, làm hay không làm một cái gì đó. Mình sẽ làm một tình huống ngắn để các bạn dễ hiểu hơn. Tình huống thứ nhất. Tình huống thứ hai. Để xem mình để xem cùng bằng hai bạn nhận nè. À, em không biết tất cả sao vậy? Như vậy khi khổ tâm có làm hay không làm một cái gì đó và cuối cùng chọn làm hành động nào đó hay làm một cái gì đó không suy nghĩ về kết quả sau này thì chúng ta dùng em không biết hay là em không biết. Giờ các bạn đã hiểu hai ý nghĩa của 모르겠다 là gì chưa? Ok, video này kết thúc ở đây. Kiên trì là điều vô cùng quan trọng khi học tiếng. Nhớ đó, đừng quên thích và subscribe cho Chai Daddy nhé. Xem vào video sau nha. Anh nhong. Baby, bác cứ chạy xin chỉ nhong nhong. Thế bé mê biểu gà.